Chào mừng quý bà con, cô bác, các anh chị và các bạn đến với chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn tối đêm nay. À, xin hỏi quý bà con, cô bác, dạ xứng không ạ? Quá xứng luôn hả? Em với mình đứng cũng xứng không? Dạ, tôi hẹn người yêu tôi. Ủa, anh có người yêu hả? Trời đất ơi, người bộ quỷ hay sao không có người yêu? Từ đầu tới giờ đây là điểm tuyệt đối mà anh dành. Wow, chúc mừng. Trời ơi, anh Mã Ngưu. Đúng rồi. Trời ơi, chị Pi Giao. Pi Giao đây. Quyết định là vô cái Ngôi Sao Miệt Vườn là thi hát phải không? Dạ. Dạ, nhưng mà chị chấm em điểm nhảy. Trời vẫn trong lòng em, cảm thấy cũng say, mình yêu nhau đi. Rung chưa? Dạ bác cũng rung còn chưa? Rung anh ạ. Giờ mày cũng rung mày cũng phải thi thôi. Dạ. Giờ rung không phải thi thôi chứ không phải đứng rung hoài tới tối. Rồi làm sao chương trình ta bắt đầu được? Hồi nãy nói là gì? Gọi là gia công nữ trang. Dạ. Tức là thợ bạc. Có tặng vàng không anh? Nhưng mà Minh muốn hỏi em á, làm mít này ở tại Long An phải không? Dạ Long An, dạ Long An. Kính thưa tất cả quý vị, mít Long An là loại mít không có thuốc, không độc hại. Quý vị hãy dùng mít Long An. Tôi đem mít trứng 30 giây quảng cáo. Ngôi Sao Miệt Vườn được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên Khương Dừa Channel, bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 năm 2020. Vui lắm bạn